Lên tiếp cho các bác hai sản phẩm. Thứ nhất là cái hộp hộp gì của Philips này. Để cho bác 100k. 100k. Con này là Philips Center hay là cái gì điều khiển này, các bác đọc model hộ em nhé. Đây này, Center Rai ria cái gì này. Chắc là bộ chia gì đấy. Nó cấp nguồn đây này. AC đây. 110 này, 240 này, 60W. Đấy, để cho bác 100k con Center này. Cái hộp này. Nếu nào nhu cầu liên hệ. Còn cặp loa này để cho bác 2 triệu 9. Cặp này các bác có thể lắp trên trần nhé. Tổng đường kính của nó gần 30. Đấy, hoặc là lắp trên trần và đặc biệt là lắp vào cho các xe ô tô, xe khách, xe tải, xe ben. Vì cái dòng này này các bác cứ như này bóc vít thẳng vào thành nó quá tuyệt vời. Tại sao lại thế? Nó có phân tần này. Nó có phân tần hết sau rồi. Bác phang thẳng vào cánh cho em. Đấy, hoặc là âm trần, quá phê luôn. Dòng này không hay không lấy tiền, để cho bác 2 triệu 9 một đôi này. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Này em có quay chi tiết cho bác. Bác có thể nhấc được cái mặt này ra này, nếu nhấc cái mặt ra, mặt này nó dùng bằng nam châm, này. Đó, này, con này bát ở bên trong, ở trong là bát, bát của nó nếu tính cả viền là 20, 20, một con tép đom lồng ở giữa, nên con này rất là hay luôn nhé, cực kỳ hay luôn, tép đom lồng giữa, dòng này các bác vít thẳng vào xe tải cho em, cánh cửa xe hoặc cả các xe khách xe trần, dòng này các bác dùng nó mới thích, đó, nam châm hút các điểm này. Các điểm này nam châm để hút cái này. Này, hút vào luôn. Ok chưa? Duy nhất một đôi. Để cho bác 2 triệu 9 một đôi này. So với trước nó rẻ cả triệu đây, hơn triệu rồi đấy. Về được đúng một đôi thôi, đúng một đôi các bạn. 2 triệu 9 ạ. Đấy, con nào lấy liên hệ với em nhé. Con này là 100k. Đấy, ok chưa? Em giờ là em thích lên những clip ngắn gọn như thế này để cho nó gọn gàng là bán được hết đến đấy. Em không lên tổng hợp đâu nhiều lắm, nhiều hàng nhưng lên tổng hợp xong rồi quay đi quay lại nó mất thời gian. Ok chưa các bác? Rồi chào các bác nào nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn.